người khác người ta cũng học theo và viết chữ ba chữ tao thiếu cao đại. Tại sao phải viết thiếu cao đại? Là vì trong kỳ lễ có câu là thiếu cao đại khả dung tứ cái, ta tuy nhỏ nhưng có thể trùng được thế lạ. Vì vậy cho nên những làng mà có cái người bậc thi đỗ thì đều muốn viết cái câu chữ đó lên đầu cổng làng. Ngoài ra thì thưa cô rằng cổng làng này không phải là một mẫu cổ, đây là một mẫu mà xây dựng năm đầu thế kỷ thứ 20, cho nên con phượng mất mà chỉ có con nghê ở trên đầu thôi. Con nghê đứng ở đây vẫn là một con vật quý để kiểm tra tư cách người qua lại. Hà Nội những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 thật đã đổi khác muôn phần so với Hà Nội những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Khu vực Láng Hạ, Thành Công xưa vốn chỉ là một vùng đầm lầy ruộng lúa, hồ cá, ao rau. Giờ đây cũng khiến cho người Hà Nội xa lâu năm khó có thể nhận diện. Thế nhưng, ẩn sâu trong những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy, đan xen bên những dãy phố tráng lệ, vẫn là bóng dáng những ngôi đình chùa cổ kính. Và ở hai mặt phố Đê La Thành, Láng Hạ, thuộc địa giới của ngôi làng cổ Thành Công, trước đây gọi là làng Nhược Công, vẫn là bóng dáng của hai chiếc cổng vững chãi. Tuy không được cổ kính mỹ lệ như những chiếc cổng làng cổ xưa, nhưng nó vẫn hàm chứa những tình cảm sâu lắng của người dân đất cũ trăm năm. Bây giờ chúng ta đã đến bên chiếc cổng làng Thành Công. Khác với những chiếc cổng khác trên địa bàn Hà Nội, hai chiếc cổng làng Thành Công vừa mới được xây dựng cách đây 10 năm. Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết đôi câu chuyện về cổng làng cũng như là câu chuyện về làng Thành Công ạ. Cổng làng ngày xưa đẹp lắm, nhưng nó bị phá rồi. Các cụ kể rằng ngày xưa cổng làng trên nóc cổng có chữ Do Chi và một đôi câu đối là tạo thứ tứ dân thành đại nghiệp, Do Chi thiên hạ tải, kỷ thần công. Bởi vậy cho nên là từ khi mà mất cổng làng thì dân làng nhớ lắm. Vừa qua có một ông bà đã công đức tiền để mà làm cái cổng làng, cúng cho dân làng 30 cây vàng. Với 30 cây vàng đó thì làng đã làm xây lên cái cầu đình và xây lại cả cái đường làng, cùng đồng thời xây lên cả cái cổng làng. Thì dân làng cũng rất là nhớ ơn và họ đã lập một cái bia đặt ở đình làng để nhớ ơn ông bà đó. Giải đất Thanh Trì bên dòng sông Tô Lịch bao gồm rất nhiều ngôi làng cổ vang danh khắp đất nước với truyền thống thi thư khoa bảng, với những dòng họ thuộc hàng danh gia vọng tộc như dòng họ Lưu ở Nguyệt Áng, dòng họ Nguyễn, dòng họ Hoàng, dòng họ Cung ở Kim Lũ. Thanh Trì còn nổi danh với những nghề truyền thống lâu đời như nghề kim hoàn định công, nghề chân chỉ hạt bột ở Triều Khúc, nghề đan tre tự khoát, nghề làm bún tứ kỳ. Thanh Trì cũng là nơi phát tích của những đặc sản nức tiếng xa gần như vải quang, dưa cà đình gừng, bỏng kẹo làng Lủ. Tuy đang trên đà đô thị hóa nhanh chóng và một phần đất Thanh Trì nay cũng thuộc về địa giới quận Hoàng Mai, vùng đất này vẫn còn giữ được đôi nét phong vị những làng quê đất Bắc cổ truyền, đặc biệt là qua hình dáng những chiếc cổng làng cũ và mới. Nhưng còn tồn tại đến bây giờ thì có thể nói trên 100 chiếc cổng làng Hà Nội không có cái nào giống hệt như cái nào. Còn dần các làng quê vì thế mà dẫu đi đâu xa vạn dặm vẫn dễ dàng nhận ra lối về chốn cũ thân thương. Đây là một trong 10 chiếc cổng xóm có giá trị như những chiếc cổng làng nhỏ của làng Thanh Liệt. Tất cả đều trông ra bờ sông Tô Lịch. Thanh Liệt quê hương của lão tướng Phạm Tu thời Lý Nam Đế và cũng là quê hương của vạn thế sư biểu Chu Văn An đời nhà Trần. Đây là một chiếc cổng làng khá đặc biệt trong hệ thống cổng làng Hà Nội, bởi trên đó có một hệ thống tượng gốm men màu giống như hệ thống tượng thờ trong chùa Hương Ký, mang phong cách các kiến trúc của vùng Duyên Hải Nam Trung Hoa. Mỗi pho tượng là cả một tích truyện dân gian mà chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu sau này. Thưa nhà nghiên cứu, xin ông có thể cho biết là những nét độc đáo cũng như là dấu ấn nổi bật nhất ở những chiếc cổng làng xã Thanh Liệt ạ? Xã Thanh Liệt này ngày xưa tên là Quang Liệt, nhưng nay đổi tên là Thanh Liệt. Tại Thanh Liệt có 10 cổng, mỗi một cổng đều có một cái nét đặc biệt, đó là có đại tự, có bức tranh và có đôi câu đối. Như chúng ta đã thấy, cổng làng Thanh Liệt đây là một cổng làng làm từ năm 1779. Tuy rằng là làm lâu như thế,
nhưng trên cổng làng ấy, cho đến nay vẫn giữ được các nét độc đáo của cổ xưa, đó là có đài tự, có bức tranh và có đầy đủ con lân, con phượng và con cá. Đó là những cái nét riêng mà không có cổng nào giữ được. Tại xã Thanh Liệt hiện nay chúng ta có thể đếm được 10 cổng trở ra đường Kim Giang này. Đó là một cái đặc biệt nhất. Mỗi chiếc cổng làng Hà Nội đều có một lai lịch riêng, rất không trùng khớp nhau về thời gian tạo dựng hay kiểu dáng kiến trúc. Chiếc cổng làng Đại Từ trước thuộc huyện Thanh Trì, nay thuộc quận Hoàng Mai, là một công trình kiến trúc đặc biệt, thượng gia hạ môn. Trên là nhà, dưới là cửa. Trên nóc cổng đã để rõ năm xây dựng là năm 2003. Đó cũng chính là một dấu mốc lịch sử của vùng đất này, ghi dấu kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm dân làng Đại Từ. Khác với những câu đối chữ Hán Nôm để bên các cổng làng cổ xưa, đôi câu đối chữ Quốc ngữ rất giản dị để bên cổng làng Đại Từ thật dễ nhớ với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhưng trong nó cũng hàm chứa những bài học thâm thúy để đời. Như quý khán giả có thể thấy, cổng làng Đại Từ mới được xây dựng nhưng có vẻ bề thế và rất to lớn. Thưa nhà nghiên cứu, xin ông có thể cho biết là kết cấu kiến trúc thường thấy ở hệ thống cổng làng Hà Nội ạ? Các cổng làng Hà Nội của chúng ta rất hiếm cổng làng mà có kết cấu là thượng gia hạ môn. Và phần lớn chỉ là cổng làng có cái dáng một cổng đi. Nhưng ở đây thì cổng làng có kết cấu thượng gia hạ môn. Đó là một cố gắng rất lớn của nhân dân Đại Từ. Ở đây trên cổng làng Đại Từ có ba, có bốn chữ Đại Từ nghĩa dân. Tại sao lại có chữ Đại Từ nghĩa dân? Bởi vì ngày xưa làng Đại Từ có một tục lệ nuôi con nuôi. Con mình có thể đói nhưng con nuôi không được đói. Và cái việc nghĩa đó được nhà vua ban cho bốn chữ Đại Từ nghĩa dân. Đến sau này cụ Hồ về thăm Đại Từ và năm 2003 kỷ niệm 30 năm ngày cụ Hồ về thăm, làng Đại Từ lại xây cổng làng to như thế này. Tại cổng làng này thì các cụ có ghi một đôi câu đối bằng chữ Quốc ngữ, tức là chính nghĩa tự ngàn xưa với chữ vua ban càng rực sáng, Đại Từ thời đời mới theo lời Bác dạy mãi vươn cao. Đi khắp chốn cùng nơi, rồi thì rốt cùng ai ai cũng trở về với ngôi nhà bé nhỏ của riêng mình. Tổ ấm đơn sơ của gia đình nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vũ Kim Ninh nằm trong khu tập thể quân đội Nam Đồng, quận Đống Đa. Nhớ lời dạy của các bậc hiền nhân, phu phụ tương kính như tân, vợ chồng kính nhau như khách. Bà nhà là người rất mực, hồn hậu, hiền hòa, một lòng một dạ tôn trọng người chồng, mặc dù nghèo tiền của nhưng giàu ý chí nghiên cứu học thuật. Và hơn hết là ông bà đều sâu nặng một tình yêu Hà Nội. Những khó nhọc trong những chuyến đi điền dã nghiên cứu gần xa, dường như ông cũng chẳng muốn chia sẻ cùng bà. Nhưng niềm vui mỗi khi chụp được thêm một tấm ảnh mới, dù chỉ là những tấm ảnh rất mộc mạc, thực thà, chỉ mang tính tư liệu mà không đạt được tính nghệ thuật cao, thì bà thường là người được ngắm nghía đầu tiên. Như chúng ta đã thấy, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vũ Kim Ninh sinh sống trong một căn hộ tập thể khá là giản dị và cuộc sống của gia đình chưa hẳn đã là sung túc. Vậy thưa ông làm thế nào để có thể hoàn thiện được tác phẩm rất có ý nghĩa trong một điều kiện có thể nói là còn gặp nhiều khó khăn như vậy ạ? Tôi đi cùng với lại văn hóa văn nghệ dân gian. Làm văn hóa văn nghệ dân gian thì phải đi sâu vào những cái điều mà chúng ta đang bị bỏ quên. Và văn hóa văn nghệ dân gian đã cho phép tôi làm được nhiều điều, tức là đã sưu tầm được về lễ hội, về cổng làng, và nay mai chúng tôi về phong tục tập quán. Đó là những điều mà nếu chúng ta không sưu tầm, không giữ thì sẽ mất hết cả. Hẳn quý khán giả hãy còn nhớ nội dung một phóng sự ngắn phát trên chương trình thời sự của Đài Hà Nội vào dịp tháng 10 năm 2006. Trong đó có đề cập đến một số tập bản thảo, trong đó có tập bản thảo cuốn sách Cổng làng Hà Nội xưa và nay, hoàn thành đã lâu mà chưa có điều kiện in ấn phát hành. Chính thông tin đó đã góp phần thúc đẩy một lần nữa các cơ quan hữu trách với Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội tài trợ cho việc in ấn xuất bản cuốn sách, để hôm nay nó đã được trình làng cùng bạn đọc. Tuy nhiên, việc bổ sung tư liệu, ghi hình thêm một số thực cảnh, ngõ hầu giúp cho việc tái bản cuốn sách trong kỳ sau
vẫn là điều mà nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vũ Kim Ninh cũng như các nhà nghiên cứu Hà Nội học và độc giả gần xa trông đợi, nhất là trong dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Vậy câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là điều gì tâm huyết nhất mà ông muốn nhắn gửi đến khán giả truyền hình cũng như là độc giả gần xa qua cuốn sách Cổng làng Hà Nội xưa và nay ạ? Điều tâm huyết mà tôi muốn nhắn gửi lại đối với lại khán giả và độc giả Hà Nội rằng cuốn Cổng làng Hà Nội xưa và nay chỉ là một món quà nhỏ. Chúng tôi muốn rằng là qua cuốn này độc giả khi đọc và nhất là các bạn trẻ hãy đọc để làm sao sau này chúng ta biết rằng là làng ta có cổng, cũng như là nước ta có cửa khẩu. Chúng ta không thể nào quên được rằng là làng ta không có cổng. Và chính vì nếu ai quên được cái cổng làng, cái gốc làng, thì sẽ rất dễ dàng quên đi cái vốn của dân tộc. Sau mỗi chiếc cổng làng hay sau mỗi lũy tre làng, đó là cả một kho tàng đồ sộ và bí ẩn của những phong tục tập quán, lao động sản xuất, các lề thói sinh hoạt ứng xử dân gian ngàn năm, trăm năm nối đời truyền lại. Chiếc cổng làng ngày trước có giá trị bảo vệ ngăn giữ mang tính thực dụng, sau dần, theo thời gian đã mang giá trị ước lệ, nhưng không hẳn dễ khiến người ta có thể níu giữ hay lãng quên. Dường như đó cũng chính là một trong những biểu tượng của tình yêu quê hương xứ sở trong lòng muôn dân đất Việt. Ai đó đã từng viết những câu thơ lay động lòng người. Cổng làng rộng mở ồn ào, nông phu lững thững đi vào nắng mai. Thế nhưng với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vũ Kim Ninh cũng như rất nhiều kẻ nặng lòng hoài cổ vẫn luôn đau đáu trong lòng một mối lo sợ mơ hồ. Lỡ đâu có một ngày, một trong những chiếc cổng làng Hà Nội bỗng dưng đổ nát do thiên tai hay bị phá dỡ bởi một đề án xây dựng mới mẻ nào đó từ con người. Chính vì thế, bước chân của ông vẫn chưa có thể ngơi nghỉ. Và ông đang hẹn cùng Thanh Thảo vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ kể tiếp với khán giả truyền hình Hà Nội những câu chuyện rất đáng lưu nhớ về những chiếc cổng làng Hà Nội thân thương.